đây anh sẽ nói về cái việc mà mình sẽ xử lý chất liệu hoặc là mình tạo cỏ để mà xử lý chất liệu hoặc là làm sao cho nó nhanh ha. Vậy thì ví dụ giống như ở trong cái trường hợp là cái sợi dây này ở đây mình tả mình nó không có ra được cái việc mà sợi dây nó được đan giống như thế này. Vậy thì cùng là một cái sợi dây này em vẽ trên vật thể thì nó sẽ có nhiều dạng đan thắt khác nhau, nhiều dạng giả khác nhau đúng không? Ví dụ cùng là sợi này thì có thể là có lúc nó cũng sẽ làm những cái sợi dây bền xoắn với nhau chẳng hạn đúng không? Có lúc thì trong cái sợi dây này là nó sẽ có nhiều cách đan khác nhau, có thể là đan xéo giống hoặc là giống như trong cái đường ống nước có khi nhiều khi mình sẽ thấy nó như thế này. Vậy thì đối với mỗi từng trường hợp khác nhau như thế này thì mình có thể mình tạo ra các cây cọ làm sao để mà mình có thể đưa vào mình vẽ cho nó nhanh, cho nó phù hợp ha. Vậy thì trước tiên theo cái hình ảnh trong thực tế ở bên ngoài á, thì mình sẽ thấy rằng cái dây của mình nó đang lát theo cái kiểu là các cái hình thoi này gắn kết với nhau. Vậy thì khi mà mình muốn vẽ ở trong đây thì anh muốn diễn tả lên trên đây các cái điểm đốm có cái dạng hình thoi như vậy. Vậy thì anh sẽ tạo ra một cây cọ có cái dạng hình thoi ha. Rồi. Vậy thì trước tiên mình vẽ ra một cây cọ có dạng hình thoi. Kế tiếp mình thử mình suy nghĩ sâu vô ở trong cái phần cái sợi dây này. Thì trong cái hình thoi này đang như thế này. Thì nếu mà nằm ở trong khu vực sáng tối thì nó sẽ như thế nào? Ở giữa này của mình sẽ là sáng đúng không? Ở viền này của mình sẽ là hơi tối hơn. Vậy thì trên cây cọ này nếu mà mình muốn tiết kiệm lại thời gian, hãy tưởng tượng ra nếu mà mình có một cái sợi dây mình đã đánh màu như thế này rồi, mình đã đánh sáng tối rồi. Bây giờ mình xác định điểm sáng là những cái phần màu cam như thế này rồi. Vậy thì trên cây cọ này mình nhìn nên như thế nào? Gom bớt ở khoảng giữa đúng không? Trên cây cọ này mình sẽ gom bớt ở khoảng giữa này đi. Vậy thì khi mà mình vẽ lên trên hoặc là mình lấy cái này mình ịn mình ghép lên bên trên này, đúng không? Thì nó sẽ là chống cho mình ở cái khoảng giữa đó. Vậy thì mình đỡ mắt cộng lại thêm một cái phần đã vẽ trong khoảng khu vực đó, đúng không? Ha. Rồi, vậy thì đây mình có cái cây cọ của mình giống như thế này. Thì anh làm với hình thái vậy luôn ha. Rồi vậy thì mình tạo cây cọ của mình cách là mình rồi để tạo cọ thì những phần màu đen sẽ là những phần đậm đặc coi như opacity 100%, còn những phần màu xám hoặc là opacity thấp thì nó sẽ nhìn xuyên thuốc suốt qua ha. Lúc tạo thì nhớ chú ý cái đó. Rồi, Define Brush Reset ha, trong phần Edit. Vậy thì mình sẽ có ra một cái cọ như thế này. Rồi. Mình có một cái cọ như thế này rồi. Vậy thì bắt đầu đưa lên trên trên cái vật thể này của mình. Thì cái cọ của mình nó chưa có đưa được vào đúng trong cái đường nét đúng không? Nó còn có những cái vấn đề phát sinh là mình cần cho nó đưa khớp rồi. Chẳng hạn giống như bây giờ mình muốn vẽ, mình muốn xoay ra những cái này cho nó khớp vậy. Nếu mà mình làm thủ công dậm như vậy thì sẽ rất là lâu. Nếu mà nghe qua bài hướng dẫn bồ cọ của anh rồi đó, thì ở trong cái shape dynamic này nó có một cái mục đó là direction ở bên dưới này, từ trên xuống dưới ở dưới cái hàng angle shifter này ở đây có mục direction. Thì direction này là nó sẽ giúp cho mình định hướng của cây cọ ha. Ví dụ giống như là anh vẽ xoắn thấy bình thấy những cái sợi này nó đi theo những cái chiều hướng đường đi cọ của mình ha. Thì cái direction nó giúp cho xoắn như thế này. Vậy thì khi mà mình vẽ lên trên cái bài vẽ của mình, chẳng hạn giống như bây giờ ở đây anh thấy ra mình đi đến đây nó sẽ như thế này, thì những cái đường này hiện tại mình thấy là nó chưa có khớp, chưa có đúng. Vậy thì mình sẽ chỉnh cái góc độ tùy theo cái mà mình đang cần ha. Vậy thì khi mà đi vô những cái này mình thấy rằng à, những cái sợi này nó bắt đầu nó khớp với nhau đúng không? Vậy thì anh có thể anh đi cái này.
thì nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng gần giống ha. Rồi vậy thì khi mà mình đã có cái phần dây giống như thế này rồi, vậy thì cái đây là phần màu tối của em. Em chọn đây phần màu tối rồi. Để cho mình dễ nhìn nó, thường anh tắt đi, nhấn Shift Cấp Lock để anh nhìn mấy cái này. Vậy thì khi đó mình sẽ có cái cọ này, mình có thể là mình vẽ đang lên cái sợi dây của mình giống như thế này. Hơi mất thời gian một xíu đúng không, nhưng mà những cái này là mình cần và mình làm thì mình chịu khó mình làm cho nó hơi tỉ mỉ hơn một tí. Vậy thì mình sẽ có liền cái sợi dây của mình như ý mình muốn. Thấy cái direction nó định hướng những cái hình thoi của mình ở trong cái sợi dây không ha. Cái mục này cũng ứng dụng khá là nhiều, bởi vậy nhớ coi để mà xử lý coi làm sao cho nó được. Rồi vậy thì mình đã có ra khoảng sáng khoảng tối ở trên đây rồi, mình muốn thì mình tiếp tục mình dậm lên thêm đúng không ha. Bây giờ ở đây em muốn có thêm sáng tối gì đó, ví dụ với góc nhìn từ đây qua cái phần màu này của mình từ đây thì mình muốn cho nó hơi sáng hơn hay gì đó. Ở đây ví dụ anh sử dụng màu vậy thôi ha, chứ không phải là màu bắt buộc. Mình sáng hơn mình có thể mình dậm lên hơn một xíu. Sợi dây nhìn tổng thể này mình cảm thấy là nó sẽ đúng với cái mình cần. Tương tự cho các hình thái khác cũng vậy, ví dụ sợi dây xoắn hay là sợi dây đan gì đó, hoàn toàn mình cũng có thể làm như vậy ha. Ví dụ dây xoắn đi thì nó sẽ có một cái đường cong như thế này đúng không, nó sẽ có những cái phần xoắn giống như thế này. Rồi muốn bao nhiêu xoắn bao nhiêu chi tiết như thế này hoàn toàn phụ thuộc vào trong người bạn. Vậy thì từ trong cái này anh cũng làm tương tự ra. Ngoài ra còn một phương thức khác nữa, đó là sử dụng cái Mix Brush Tool. Tức là mình vẽ một cái phần nguồn. Bây giờ anh ví dụ là anh vẽ cái phần nguồn theo kiểu dây xoắn này đi ha. Cái này gọi là cái phần nguồn của mình. Mình sẽ xác định hướng ánh sáng luôn đi. Bây giờ mình xác định hướng ánh sáng ở giữa luôn ha. Rồi, ở khu vực area này thì nó hơi tối hơn đi chẳng hạn. Rồi, cái này anh sẽ coi như nó là phần nguồn. Vậy thì đối với cái này, Mix Brush Tool hôm bữa anh hướng dẫn rồi đúng không ha. Mình cũng có thể xử lý gần giống như vậy. Rồi, nhấn Atalet để mà lấy lên trên cái nguồn của nó. Chọn vào Right Heavy Load đúng không? Nhấn Alt lấy vào trong cái nguồn của nó. Rồi, mình sẽ thấy là nó có cái nguồn trên đây. Rồi, vậy thì khi mà mình vẽ những cái sợi này, ở đây mình thấy là chưa chỉnh lớn nhỏ, chưa chỉnh khoảng cách, các cái này nó trùng với nhau. Vậy thì khi mà mình chỉnh cái spacing này nè, nó sẽ tạo ra các cái hiệu ứng khác nha, có thể là dài ngắn thay đổi gì đó ha. Rồi cái nào trên cái nào dưới hay là hướng như thế nào nữa thì lúc đó mình còn có thể là mình điều chỉnh thêm xanh ha. Thì cái này nó cũng có thể giúp hỗ trợ cho mình. Ví dụ mình cần vẽ số dài của một cái này từ trên xuống dưới vậy, sau khi mình có cái số dài này rồi, mình muốn sáng tối hay là mình muốn vẽ hướng hay là mình muốn thay đổi như thế nào đi thì mình có thể mình sẽ hỗ trợ cho mình ở trong một phần. Cái Mix Brush Tool này thì quan trọng nhất là cái phần nguồn này. Kế tiếp là điều chỉnh cọ như thế này. Nó bởi vậy nó hơi khó sử dụng. Nó khó sử dụng hơn là việc mà mình tạo cái này. Cho nên là tùy mấy đứa thôi. Anh chỉ giới thiệu qua vậy. Đến lúc ứng dụng mình tùy. Được không? Rồi. Thì đó là nói về việc tạo cọ ha. Thì phải tạo ra được làm sao dùng được thôi.